Rồi, xin chào tất cả các em học sinh trên cả nước đã đăng ký và ủng hộ kênh của thầy Quang cũng như là cô Hòa ha. Thì thầy sẽ giải thích một số cái thắc mắc của chúng ta là khi nào sẽ đổi sách giáo khoa mới. Thầy nghĩ cái này chúng ta cũng khá là quan tâm và thầy cũng sẽ theo dõi sát sao. Tại vì sao thầy phải theo dõi sát sao? Tại vì nếu như đổi sách giáo khoa mới thì kênh của thầy ngay lập tức thầy cũng sẽ quay, thầy và cô cũng sẽ quay cho các em cái bộ sách giáo khoa mới nhất, chứ không bao giờ mà để cho các em mà không có cái chỗ nào để học, có được chưa nào? Như vậy thì thầy muốn làm video hôm nay, và video hôm nay á là thầy sẽ giới thiệu cái chương trình định hướng đổi mới sách giáo khoa của Bộ Giáo dục là mới nhất em, cái định hướng kênh ở trong cái năm học 2019-2020, giới thiệu các khóa học nha, chia sẻ cái cách học như nào để mà từ gọi là có cơ bản nhất sau đó đến nâng cao. Đồng thời thầy cũng nói sơ qua ở trong cái cuộc sống chúng ta cần phải có những cái làm gì trong cuộc sống để chúng ta học được nó tốt hơn. Ok, đó chính là nội dung ở trong clip hôm nay. Rồi thì thầy cũng cập nhật các thông tin ở trên đài báo TV, mạng internet. Thì thầy thấy như này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình phổ thông mới mới nhất luôn em, thì bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học hoạt động giáo dục. Thì ở đây thầy nói luôn này, các em lưu ý các cái mốc để mà đổi sách giáo khoa này các em này. Như vậy để mà hoàn chỉnh một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 cho tới lớp 12 là nó bao gồm tới 5 năm nha. Như vậy thì cái năm sắp tới đây, nghĩa là chúng ta đang học và đang thi học kỳ 2 là cái năm 2018, 2019 đúng không? Đúng chưa? Chúng ta đang ở giai đoạn này. Như vậy cái giai đoạn sau sẽ tiến đến là 2019 và 2020. Sau đó, như vậy thì trong kênh của thầy toàn bộ video chúng ta vẫn học được là năm nay này và cái năm này, từ năm 2020 cho đến năm 2021 thì mới có đổi lớp 1 thôi. Như vậy thì trong cái năm này cô sẽ quay như vậy thì tiểu học là nghĩa là từ lớp 1 cho tới lớp 5 đúng không nào? Thì vợ thầy ngay lập tức đổi sách cho khoa mới này, thì vợ thầy sẽ quay, vợ thầy quay đây chính là cô Hòa dạy môn sinh, đang dạy môn sinh các em á, sẽ chịu trách nhiệm là thầy thầy và cô đã thống nhất rồi, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Có được chưa nào? Như vậy thì nếu mà để có sách giáo khoa mới thì đổi vào năm 2020 đến năm 2021 thì vợ thầy sẽ mua sách nghiên cứu và sẽ quay cho các bạn, các em nhỏ lớp 1. Nếu mà gia đình của chúng ta có cháu hoặc là em gì đó mà còn nhỏ và chuẩn bị bước vào cái giai đoạn này, bước vào lớp 1, thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý và giới thiệu giùm thầy để mà vào kênh thầy để ủng hộ. Cho tới năm 2021 tới 22 thì chỉ mới cái đổi lớp 2 và lớp 6. Thì lớp 6 trung học, nghĩa là từ lớp 6 tới lớp 9 thì thầy sẽ quay. Thầy quay chắc chắn cũng cũng giống như bây giờ thôi em. Thì thầy cũng sẽ quay cho em là ba môn là toán, lý và hóa. Còn vợ thầy là sẽ quay môn sinh. Được chưa? Thầy chỉ có khả năng đảm bảo tất cả môn này thôi. Chứ còn như một số bạn hỏi thầy ơi, sao thầy dạy môn Anh văn với lại văn, sao mà dạy được các em? Tại vì thầy đâu có chuyên môn đâu mà dạy. Ví dụ như môn Anh văn đi thì thầy chịu chết rồi đó. Biết nói mỗi câu là I love you thôi. Hoặc là see you again hay gì đó thôi. Nhưng là cái gì cơ bản nhất. Và thầy khuyên các em à, nếu mà học Anh văn á, nói sơ một xíu nhé, để mà học giỏi á, thứ nhất là người ta phải học siêng học từ vựng này. Thực chất môn Anh này không khó, siêng học từ vựng này. Được chưa? Các em học giùm thầy các cái cấu trúc công thức đấy. Cấu trúc như là tân ngữ, chủ ngữ, vị ngữ này nọ không? Và các em ra ngoài tiệm văn phòng phẩm ấy, các em mua giùm thầy cái bảng gọi là động từ bất quy tắc, động từ bất quy tắc. Cái bảng nó to như này em, ở trong đó nó hệ thống các động từ bất quy tắc rồi công thức rồi này nọ, hình như là 15 20 nghìn gì đó. Rồi chúng ta cũng đăng ký ở trên mạng internet này nọ. Thầy thấy con như con của thầy ạ, là nó đăng ký cái gì nhỉ,
cái gì mà nó có phần mềm học Anh văn là vừa nghe vừa nói vừa đọc này nọ luôn em đó, nên là các em cũng nên tham gia. Ok, ở đây thầy chia sẻ thật tình chứ thầy không bao giờ ích kỷ, mà ở đây thầy muốn muốn nói các em là gì, chúng ta đừng vội tắt video. Video này nó cũng khá hay, tại vì đây là một cái video mà để cho thầy nói hết những cái gì mà thầy thầy muốn nói với các em. Chứ còn trong các cái video mà vừa dạy vừa nói là em lại chửi thầy, em bảo ông thầy này cứ nói lan man ở đâu đâu. Thì nhiều lúc thầy cũng rất là hạn chế cái việc nói, mà trong video này thầy sẽ nói một số cái lưu ý để chúng ta học, có được chưa nào? Đó, đó là về sơ lược về cái môn Anh văn. Còn ở đây giai đoạn 22, 23 thì lớp 7, lớp 10 như vậy, thì cái giai đoạn này mình có lớp phổ thông này. Các em thấy chưa nào? 6, 7 này. Đó. Như vậy thì lớp 10 thì trung học phổ thông cũng giống như hiện nay các em. Trung học phổ thông thì tới năm 2022 nó đổi từ 23 tới 25. Như vậy trong kênh của thầy hiện tại bây giờ thầy đã quay xong lớp 10 rồi. Nha, xong lớp 10 rồi. Nên các em sử dụng vô tư luôn. Ok, như vậy thì lên chương trình phổ thông thì thầy sẽ quay em từ lớp 10 cho tới lớp 12. Và nếu kiến thức của thầy nó đã phục hồi, thầy nói thực sự với em là thầy rất rất cố gắng luôn. Tại vì thầy học nó khá lâu rồi. Cái năm lớp 10, 11, 12 khá lâu. Thầy đang gọi là luyện công lại. Và lớp 10 thì thầy đã quay xong rồi. Chuẩn bị hè năm nay thầy sẽ quay 11 và hè năm sau thầy sẽ quay 12. Còn khi nào có sách giáo khoa mới thì thầy sẽ ngay lập tức thầy sẽ quay cho các em là 6, 7, 8, 9 và 10, 11, 12. Như vậy thì nếu cả thầy và cô thì đã đảm bảo hết chương trình từ lớp 1 cho tới lớp 12. Từ môn môn toán em. Toán là từ 1 12, hóa là 8 tới 12, sinh từ từ 6 tới 12, vật lý từ từ 6, vật lý từ chắc thầy không đảm bảo nổi phổ thông em. Thầy đảm bảo trung học cơ sở thôi, nghĩa là 6 tới 9 thôi. Ok, được chưa? Còn trung học phổ thông thì thầy sẽ đảm bảo hai môn, đó chính là toán và hóa, còn cô sẽ là môn sinh. Ok, còn về cái các em đã nắm được cái khung chương trình như nào. Còn về đây cái bảng tổng thể này, tiểu học này, thầy sẽ quay nhanh qua để các em thấy nha. Đó, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đó, chúng ta cần phải học những gì, số tiết là bao nhiêu. Đó, thấy chưa nào? Tiểu học thôi chúng ta hãy bỏ qua đi, mà chúng ta quan tâm tới cái trung học phổ thông và cái trung học cơ sở này. Trung học phổ thông này các em này, thì thầy thấy sơ qua cái khung phong phối chương trình nha, nghĩa là mọi giáo viên ai cũng phải có một khung phong phối chương trình. Ví dụ thầy dạy toán hay dạy hóa, dạy văn, dạy sinh gì đó, ai cũng có để mà coi thử số tiết tuần đó là mấy tiết, 3 tiết hay 2 tiết hay là 5 tiết ha. Đây thì thầy thấy nó cũng không có đổi mới gì nhiều đâu các em. Cỡ cả cái chương trình ví dụ môn toán thầy thấy từ lớp 6 tới lớp 12 thầy thấy nó học y xì như vậy, chứ thầy thấy nó không có khác một chút nào ạ. À, thầy nói thật sự ạ. À, nên là thầy sẽ không tạo một kênh mới, mà nếu như khi quay thầy vẫn để cái kênh đó các em, thầy vẫn để cái kênh hiện tại chúng ta đang học, nghĩa là ở đấy nó có vừa có cũ và vừa có mới. Chúng ta không hiểu chỗ nào thì chúng ta xem nha, mà khi đó chắc có lẽ các em đã ra trường hết rồi. Đây. Đó. Ngữ văn này, toán này, đó. Còn môn học lựa chọn này, xã hội sự đó, thì nó cũng thế thôi em, giống như hồi giờ chúng ta thôi. Mà điều nó khác ở đây là gì? Ví dụ như môn vật lý, hóa học, sinh học hồi trước đây là mỗi mỗi cái môn á là một quyển sách, nhưng mà khi chúng ta đổi rồi hình như là nó để là một quyển sách thiệt là dày như này này, là nó để là nhóm môn khoa học tự nhiên thì trong đó vật lý, hóa học, sinh học một nhóm, nghĩa là trong một cái quyển sách đó. Như vậy thì một người thầy có khả năng dạy gần như là cả ba môn vật lý, hóa học và sinh học, nhưng mà chắc chắn nhà trường sẽ phân ra cái người đúng chuyên môn đó em. Em hiểu nè, chứ không phải giống như thầy là có khả năng dạy được hỗn hợp được. Em hiểu chưa nào? Đó. Đây, nhóm công nghệ và nghệ thuật, công nghệ tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Ok, đó, đây tiếp tục. Thầy thấy ông y xì chẳng có khác gì. Thầy không biết đổi làm gì nữa. Điều nói vậy nó cũng có cô đọng trong đó, nhưng mà chủ yếu á là giúp cho ông ta hướng nghiệp với trải nghiệm. Rồi trung học cơ sở, em biết mỗi lần mà đổi sách giáo khoa tốn tiền nhà nước rất ghê gớm em. In một cái bộ giáo sách giáo khoa mà hoàn chỉnh
Cảm thấy dở nhau gì mà để mà làm được điều này. Nào là biên soạn, rồi kiểm định chất lượng, rồi đưa vào thử nghiệm, rồi tùm lum khảo sát. Nhiều lắm em. Đây con, em. Ngữ văn, toán và ngữ khoa học tự nhiên này. Thì khoa học tự nhiên này em 140 tiết. Được chưa? Thì khoa học tự nhiên này nó cũng bao gồm là vật lý, hóa học, sinh học. Ok. Tại vì thầy là bên tự nhiên nên thầy chỉ quan tâm khoa học tự nhiên với lại toán thôi nè. Được chưa? Trường lịch sử và địa lý là chung một quyển sách đấy chưa? Khi đó cái môn giáo dục công dân này lại riêng em, và nó được đề xuất cái môn này rất quan trọng đó. Chứ hồi giờ như hồi thực sự hồi thầy học á, thì riêng cái môn giáo dục công dân này thì giống như là nó là một cái môn phụ ha, để người ta biết luật này nọ thôi, chứ cũng không có đề cao quá cái môn giáo dục công dân này. Mà trong giai đoạn này thì người ta đưa cái môn giáo dục công dân này lại riêng luôn, và nó khá là quan trọng nên người ta phải chú ý nha. Đó, ok. Thì đó chính là toàn bộ cái khung chương trình mà thầy muốn giới thiệu đến các em. Còn về định hướng kênh này, và giới thiệu kênh này, thầy sẽ nói sơ bộ nhanh thôi. Nếu mà bạn nào đã theo thầy rồi thì chắc có lẽ chúng ta đã biết rồi. Ở trong kênh của thầy á, bây giờ giới thiệu kênh trước nha. Một là kênh này, thầy sẽ lược qua này, lớp 6 này. Lớp 6 hiện tại thầy có toán này, toán này, sách giáo khoa này, ha, vật lý này, ha, sách giáo khoa với lại sinh học. Sách giáo khoa là gọi là đầy đủ, đã đầy đủ rồi, 6 với 7. Ok, có được chưa? Lớp 8, lớp 8 thì nó có đã có đầy đủ này, toán này, lý này, hóa này, sinh này, đầy đủ. Lớp 9 thì cũng đã có sẵn toán, hóa, sinh cũng đầy đủ. 9 và 10 nghe. 9 và 10 luôn nha, lớp 9 và lớp 10 đó, trong kênh này hiện tại là đang có như thế này. Ok. Còn về khóa học này, khóa học hiện tại đang có nha, khóa học online này. Ở đây thầy sẽ cho số điện thoại em là 0 3 4 8 6 1 0 6 5 6. Đây chính là số điện thoại thầy nghe các phụ huynh trên cả nước để mà đăng ký khóa học này. Như vậy thì hiện tại này, lớp 6 này, với lớp 6, lớp 7 là có sách bài tập toán này, học kỳ 1 với học kỳ 2 là đã đầy đủ. Cứ mỗi học kỳ như vậy, một học kỳ em nhớ này, một học kỳ, một học kỳ là 200 nghìn ha, trên một học kỳ. Nếu chúng ta đăng ký hai học kỳ là 400. Ok, nó rất là dễ so với cái việc chúng ta đi học thêm đó. Ok, các em hiểu nè. Còn đối lớp 8 về lớp 9 này, có sách bài tập toán này, học kỳ 1 này, sách bài tập toán học kỳ kỳ 1 là đầy đủ cả đại cả hình nha. Học kỳ 2 hiện tại thầy mới có quay môn toán đại à. Năm nay thì thầy sẽ quay tiếp là bổ sung môn toán hình tiếp tục cho em. Sách bài tập hóa này, học kỳ 1 này. Ha. Riêng lớp 9 thì chưa có hóa học kỳ 2, nhưng là lớp 8, học kỳ 1 và học kỳ 2 thì đầy đủ rồi. Ok. Để thầy đang nói lớp 8 không đi. Chuyên đề hóa vô cơ này. Bạn nào mà gọi là mất gốc ấy, thì thầy khuyên em đăng ký này cũng chỉ có 200k thôi. Ok. Còn lớp 9 này, các em này. Lớp 9 thì chúng ta có sách bài tập toán này, học kỳ 1 này, học kỳ 2 này, sách bài tập hóa này, học kỳ 1 này, sách bài tập sinh này, học kỳ 1 này. Lớp 9 có 3 chuyên đề em. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh này. Thầy nghĩ cái này rất là quan trọng, tại vì lên môn lớp 9 thầy nói các em là môn sinh bài tập rất là nhiều và rất là khó, nên các em nên đăng ký này trực tiếp cô quay và rất là hay.
Thứ hai là chuyên đề hóa vô cơ này, chuyên đề hóa hữu cơ này. Đó, đây là một số cái mà khoa học mà chúng ta có thể đăng ký để ủng hộ thầy. Vừa ủng hộ mà nhưng mà chúng ta vừa có kiến thức để chúng ta học, chứ không phải là ủng hộ không. Em hiểu chưa nào? Đó. Ok. Đây là số điện thoại của thầy. Còn định hướng kênh này. À, hai định hướng kênh, định hướng kênh năm, cái năm học 2018 2019 này. À, thầy lỗi, 19 20 đó. Thì bây giờ chuẩn bị này, chuẩn bị quay này, chuẩn bị thầy và cô quay này. Em lưu ý nha. À, thứ nhất là sách bài tập vật lý 6 7 8 9 này, vật lý 9 này. Nghe, thầy sẽ quay để cho các em học nè. Vật lý 9 này, sách bài tập. Cái này là khóa học online này, 200k này. Được chưa? Sách bài tập vật lý 6 7 8 9 200k trên một học kỳ. Một học kỳ. Các em hiểu nè. Đó. Tiếp tục toán này, hóa này, sinh này, lớp 11 này, sinh lớp 12 này, và ôn thi đại học. Sinh này, lớp 12 thì cái này sẽ là khóa học này. Còn cái này là miễn phí này. Đó. Các em hiểu nè. Đó. Những cái này là gọi là miễn phí, còn riêng cái sách bài tập này là khoa học online này. Và thầy chuẩn bị quay cho chưa có trong kênh đâu các em. Ok. Các em hiểu chưa nào? Đó. Còn về cái thứ ba, thầy chia sẻ một xíu cái cách học này. Hồi nãy cái môn anh văn thì thầy đã nói rồi. Giờ môn toán này. Thầy thấy đặc biệt là các bạn lớp 6, lớp 7 rồi đó, bảo là riêng cái môn toán hình đó thì bị gọi là mất cơ bản. Thầy khuyên em là nên học vững hình ở lớp 6 và lớp 7 thì mới học lên được lớp 8, lớp 9 được. Tại vì lên hai cái năm này hình rất là khó, đặc biệt là hình ở năm lớp 7 rất cơ bản ở trong chỗ tam giác. Có được chưa nào? Còn về toán đại thì chắc chắn nó phải xuyên suốt là từ tiểu học cho lên trung học và trên trung học phổ thông rồi, nó xuyên suốt logic các em. Đó, còn về môn hóa, hóa thì thầy nghĩ các em phải viết được cái phương trình phản ứng này, biết tính số mol này, các công thức liên quan này, ví dụ nồng độ mol, thể tích, vân vân. Ok, được chưa nào? Và riêng môn hóa thì chúng ta phải học cho chắc từ năm lớp 8 cho đó lên lớp 9, vân vân. Đó. Thì thầy khuyên em nên mua giùm thầy cái chuyên đề hóa vô cơ, mặc dù rất rẻ, chỉ có 200k thôi, nhưng ở trong đây chúng ta khi mà đăng ký như vậy thì chúng ta học được cả lớp 8 và lớp 9 luôn, có được chưa nào? Như vậy thì chỉ một năm chỉ bỏ ra 100k mà mua được chuyên đề, mà đây là đúc kết kinh nghiệm của thầy, thầy dạy từ hồi giờ để thầy ra được cái chuyên đề này, trong đó có 8 chuyên đề, được chưa nào? Rất là hay trong đó nghe, thầy nghĩ thế. Ok. Còn về cái Facebook của thầy thực sự là đó là quan võ nè em, quan võ, nhưng mà cái hình đại diện là cái thầy đứng cái sát cái cặp đằng trước cái sân đó em, nhưng mà thầy cũng ít lên nha, do nhiều có vấn đề lắm, nghĩa là thầy cứ nhiều lúc thầy phải lén lên, cứ thầy mò mặt lên là bắt đầu chúng ta vào hỏi bài tùm lum hết rồi. Nó nói chung là thầy cũng ít rảnh, công việc thầy nó dày quá, trên trường dạy thêm rồi con nhỏ rồi đủ thứ chuyện nữa, nên là chúng ta thông cảm nha. Thì thông qua video này thì thầy muốn chia sẻ một số cái kiến thức như vậy, thì thầy cũng chân thành là cảm ơn tất cả các em và quý phụ huynh học sinh trên cả nước đã đăng ký kênh cũng như là đăng ký khóa học online ha.
khóa học online của thầy Quang ha. Và kênh của thầy hiện tại là gần 360k sub một em, nó cũng khá là ổn rồi đó. Thì thầy cũng hy vọng rằng là qua chúng ta cũng các em cũng như là quý phụ huynh tiếp tục ủng hộ trong cái năm học tới, cái giai đoạn 2019-2020, và cứ luôn tin tưởng thầy Quang và cô Hòa sẽ truyền đạt hết tất cả những gì kinh nghiệm cũng như là kiến thức dành cho các em. Ok, một lần nữa cũng chúc cho các em và gia đình một sức khỏe thật dồi dào, công tác tốt, và gia đình luôn luôn hạnh phúc và nở nụ cười trên môi. Ok, cảm ơn em. Nhớ chia sẻ em thầy video này, cũng như là chia sẻ các video khi chúng ta học, thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ kênh của thầy để cho tất cả các em học sinh cũng như là các bạn học sinh trên cả nước đều biết tới kênh của thầy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các em và quý phụ huynh học sinh trên cả nước. Ok, cảm ơn em, bye bye. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong các clip tiếp theo của vật lý, sau tập vật lý cũng như là toán hóa 11. Còn tất cả các clip về sách giáo khoa này nọ thì đã có sẵn trong kênh. Các em cứ vào YouTube, cái cách vào kênh hay là cứ vào YouTube, các em gõ giùm thầy là thầy Quang. Thầy Quang. Sau đó các em sẽ vào danh sách phát nha, cái cách vào em. Danh sách phát, và các em chọn môn để chúng ta học, để học thôi. Ok ha. Các em vào lên Google gõ thầy Quang thì vẫn ra được kênh của thầy các em. Nghĩa là kênh thầy bây giờ đề xuất nó cũng khá là mạnh rồi. Cảm ơn các em nha. Ok, bye bye.